Em là Võ Văn Bình đến từ Ninh Thuận. Có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp là sao? Tức là công trình ta xây dựng xong, bên em sẽ vô vệ sinh và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư rồi đó. À, tức là dọn vệ sinh cho tất cả các căn hộ mới làm xong đúng không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Ủa bạn nhiêu tuổi bạn? Dạ em năm nay 29 tuổi chị. À, chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em chào, xin chào anh Huỳnh Linh. Chào bạn. Dạ. Em tên là Trịnh Thị Kim Hồng, 25 tuổi. Quê em ở Bình Phước. Hiện tại em làm việc ở Kumon Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn. Khuyết điểm nhiều lắm. Dạ. Em ăn chậm. Cứ ăn tô cơm là ăn bao lâu? Chắc gần tiếng. Trời đất ơi. Ăn đến cơm 1 tiếng. Này ăn giống con tôi quá vậy. Ủa nó có cần người đút không em? Dạ không. Em vừa ăn vừa ngâm vậy đó. Là sao, ví dụ như em bỏ vào miệng em ngậm em không nhai hay sao? Dạ không, em nhai nhưng mà giống như em vừa coi bạn muốn hẹn hò vậy đó, em vừa coi vừa ăn, vừa coi vừa ăn. Với lại em không biết cách bắt chuyện, em ít nói nữa. Còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được. Và nói chung là em biết quan tâm mọi người. Nấu ăn nhanh không? Nấu bữa cơm bao lâu? Nấu nhanh. Nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi. Vì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi, chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh. Vậy cũng được, chưa đến nổi. Rồi còn ưu điểm gì nữa không em? Thôi nhiêu đó thì em ít biết nói. Nói ít thôi ha, để ta tự khám phá. Để bạn Nam nói đi. Bạn Nam, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh, làm được nhiều thứ lặt vặt. Làm lặt vặt là gì? Ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính rồi đó anh. Nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à? Dù không, em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa nhiều. Khuyết điểm? Khuyết điểm em thì nói nhiều thôi. Nói nhiều hả? Dạ. Bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu. Chắc có thể lạ đấy anh. Nói nhỏ nữa. Nói này yếu điệu nè, có ai nói em nói yếu điệu không? Đám bạn nói em là BD không à? BD phải không? Khoan từ từ nha. Hoang mang cho nhà gái vậy. Cái đã, cái vụ này mệt à. Chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á. Là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống Bến Thành em làm. Nó lớn lớn xíu em, cái chuyện này quan trọng. Thời gian là em xuống Bến Thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á. Dần dần cái kiểu cách em bán hàng á, mời chào khách hàng đồ á. Nó giống... Giống gì? Nó hơi dẻo á. Nên giống 3D đúng không? Dạ đúng rồi. Nên ai cũng nói em như vậy. Nhưng mà bản thân em có thấy em vậy không? Dạ không chị ơi. Chắc không? Chắc, manly lắm. Có trải qua mối tình nào chưa? Yêu ai chưa? Hung hít gì chưa? Em thì em có hai mối tình. Một trai hơn gái? Không, dàn trai anh. Anh lộn gái anh. Trời. Lâu cài thử biết đâu giật mình nói thiệt làm sao? Trước là em với cô ấy ở chung dãy trọ. Ở chung luôn rồi? Không, tức là ở chung dãy trọ mà em ở trên, cô ấy ở dưới. Là mà lý phòng do trọ em ở trên, phòng trọ của em. Nói rõ ràng với gì, em ở trên, cô ở dưới. Xong thì ra vô chạm mặt khi em cua. Em cua mấy năm? Được hai mấy ba năm. Mà lý do sao chia tay, tại em BD hả? Không chị, là do em thì muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, cô ấy muốn lập nghiệp ở Nha Trang. Cô ấy nói cuộc sống Sài Gòn Bon Trang cô ấy sống không được. Khoan để hỏi cô kia, bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em? Dạ ở thành phố ạ. Rồi được, ổn. Bây giờ mình bớt cái tính cái gì đó 3D gì lại được không? Không phải bớt, bớt nó rung em mới gì á. Chứ bản chất không có đúng không? Trời ơi. Cái gì vậy trời? Hỏi bản chất không có cái. Em có tò mò không em? Ngoại hình. Hả? Có. Ngoại hình đôi khi ta hiểu lầm á. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ vui vẻ, hoạt bát, nói nhiều một chút. Nãy giờ em thấy anh nói nhiều nhưng mà chưa thấy nói nhiều nhất. Ở đây quá vui luôn. Điều gì em không thích? Dạ, không uống rượu, không hút thuốc. Uống rượu thì được. Có không em? Cả hai à? Gì nữa không? Cả hai luôn hả? Trời ơi, đây cả hai luôn kìa. Cả hai là cả hai không có hay cả hai có? Uống và hút luôn chị. Thôi bỏ bớt đi. Dạ chị. Ủa tướng thì cũng men lắm mà sao? Ngon, đẹp trai. Bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc khoảng 1 năm. Sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy? Rung cái gì? Đi đứng lên coi kiểm tra cái coi, đứng lên. Mày rung. Đứng qua đi kiểm tra chứ. Đứng vậy đi. Tướng ngon lắm. Thể dục thể thao gì không? Dạ không. Trời ơi. Rồi có khỏe không? Khỏe chị. Tưởng nó nói hông nữa chứ. Hết đất nổi không? Chắc không nổi đâu. Không nổi là không có vợ đâu á. Chắc không nổi đâu chị ơi.
Thiệt luôn hả? Thiệt, em hết hôn tới 5 cái mà. 5 cái thôi là giờ không tới 5 cái. Thì bây giờ 5 cái ráng lên mới có vợ. Hết anh hụt cho anh hết 1 cái em 4 cái. Rồi làm luôn. Anh có 1 cái đúng không? Anh cái phụ em còn 4 cái rồi chơi. Trời đất ơi trời, 5 cái mà ông trả giá nữa trời. 1. Trời ơi trời. 5 luôn. 2. Trời ơi. 5 rồi. Trời ơi. Dạ. Ôi. Hết 3 cái mà nằm hết 2 cái. Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi nổi. Xe ôm taxi gì. Có ông xe ôm ẩm luôn. Không, em dìu lên chứ. Ngồi đi. Ờ ngồi đi cơ. Để nói em nghe nè, ngồi để nó rung quá rồi. Để tay bình thường thôi. Bây giờ chị Cát Tường với Nguyên làm vậy cho em thoải mái thôi chứ không có gì đâu ha. Bây giờ thế này nè, đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa, về tập thể dục thể thao, tốt cho sức khỏe, bỏ thuốc đi, bỏ rượu đi, được không? Chứ hại sức khỏe lắm. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Cũng biết luôn. Ủa là sao em? Sao cũng được hết hả? Dạ đúng rồi. Hả? Ủa thiệt luôn hả? Ủa thiệt luôn mà. Đây dễ lắm. Rồi ngoại hình. Mấy 55 chưa được chị? Ế dữ lắm à. Mấy 28 mà 29 mà ế. Vậy sao thế nào cũng được, mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Em thì chỉ cần cô ấy thích tham gia các hoạt động thiện nguyện giống như em thôi. À, vậy thôi. Đó là có ưu điểm của mình. Ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm. Vậy là tốt. Nghe rồi nghe chưa? Dạ nghe rồi chị. Sao không được hết. Bây giờ dễ tính vậy. Để hôm qua anh coi coi đàn gái sao nha. Mạnh mẽ lên đó, cười rất tươi đẹp trai với bộ bên đây cũng ngon lành. Tình điều hình chung hơi... là hít đất 5 cái không nổi. Chào em. Chào anh. Anh đây anh đẹp trai dễ thương, điều có nhút nhát thôi. Nãy giờ anh với Cát Tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi. Chứ anh dễ thương lắm. Em cũng nhút nhát lắm. Em thích người hoạt bát hơn. Có khả năng giao tiếp hơn em. Biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao? Dạ. Chứ anh thấy là cũng được lắm á. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Không quan tâm, anh nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á. Anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt đấy. Dạ. Cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm. Cặp này dễ mà ha, dễ thương mà, cô gái cũng dễ thương, chàng trai cũng dễ thương, đều hơi nhút nhát chút xíu thôi. Đó, chỉ có chuyện là cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi. Còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó. Thôi mình hỏi người thân ý kiến sao nha. Em có đi với ai không? Em đi với em gái rồi hội chơi chung bạn ế với em á. Với hai chị đồng nghiệp và mười người á. Chào các bạn. Dạ em chào chị ạ, em chào anh Huy Linh ạ. Em chào anh ạ. Em thấy anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con, nhưng mà anh là hơi nhát quá à. Anh phải là mạnh mẽ lên ạ. Chị em thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình. Anh có thể làm được không ạ anh? Cầu tiến thì anh cầu tiến dữ lắm em ạ. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng, được không? Được chứ. Ví dụ như cầu tiến thì anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh? Chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở Sài Gòn. Có thể là trên này thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả. Dạ. Chào chị. Nói về anh Bình thì ổng vậy đó chứ ổng thật thà lắm. Thật thà chất phát. Ổng cũng cầu tiến dữ lắm. Mong chị cũng chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế. Dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao? Dạ cũng có chơi thể thao. Chơi môn gì? Dạ chơi đá banh. Có chạy bộ này kia. Có sao hít đất 5 cái mà ụp mặt không đất không vậy? Không em chạy đá banh là chắc em chạy từ dưới gôn em dẫn banh lên gôn xong em đi bộ xuống gôn lại. Thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị kéo màn. Anh run lắm hả? Chắc vậy. em sợ là em lên đây em run lắm, em sợ em nói không được nữa kìa. Mà em thấy anh còn run hơn em. Anh có gì hỏi em không? Lớn lên Bình. Không có gì đâu. Trời ơi. anh không hỏi sao anh hiểu được. Anh phải hỏi anh mới hiểu được chứ. Từ từ về hỏi sau em. Anh không tạo ấn tượng cho em, làm sao em nhấn nút được. Anh nghĩ nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó. Anh hát hay không? Thôi kêu anh hát đừng, bỏ đi em. Sao có gì cũng không hết trơn rồi trời. Em hát dở lắm anh ơi, mà cũng không trả thuộc bài nào đâu. Rồi nữa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không? Dạ, đi mà không hát. Anh ít đi chơi lắm hả? Ừ, anh ít đi chơi lắm. Không, anh anh thẳng thắn anh nói trước. Chúng ta thế này nè em, chỉ cái người để thật thà đó có sao tao nói vậy. Người tốt chứ không phải xấu đâu ha. Vấn đề là nhát quá, bởi vì mới ế.
Chính ra nếu như mà em chinh phục được người này thì... Đúng anh, em nhát gái lắm. Ủa bây giờ chinh phục ngược lại luôn hả? Bắt gái chinh phục con trai luôn hả? Biết đâu về dễ dạy lắm em. Có không? Có dễ dạy không? Nói không liếc rồi. Dễ không? Không chị. Trời ơi, gì không chị? Quan điểm của anh á về nuôi dạy con cái là sao? Đừng nói không nha. Cố gắng nói cho ra. Anh chưa tính. Ví dụ như anh chưa tính. Hỏi con làm dễ dễ nó tính. Trời, câu đó là khó gì? Thôi câu nào dễ dễ em làm như kiếm như nào dễ thì em dễ thương. Hỏi thử của em. Vậy anh thích con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được dễ lắm rồi đó. Anh thích cả hai con. Một thôi anh. Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á. Anh thích con chó hơn, nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích đó. Em không thích con mèo. Đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện về chó. Và từ động vật mình tiến lên bậc động vật bậc cao hơn chút đi. Nãy giờ nói thiệt, nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được, thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không? Cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào? Quá tương tượng ưng liền. Ưng ý à? Bây giờ nè, quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút vậy thôi. Em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không? Nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì? Anh cũng nói thiệt là nãy giờ quá nhút nhát chứ không phải là hơi nhút nhát tí, nhưng mà thực sự là bên ngoài á, thứ nhất là nói nhiều nè, thứ hai dễ gần, thử cho cơ hội đi em sẽ thấy. Hôm nay em rất vui là được gặp anh. Còn hết thời gian. Nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn, nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở, bấm hay không bấm. Biết đâu chúng ta có duyên thì sao? Suy nghĩ thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ây da. Em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc. Một cô gái rất là dễ thương. Dạ, em nghĩ là vậy. Đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm. Tại sao anh không bấm? Em biết cô ấy không bấm à? Đúng anh. Mặc dù em thích cô ấy. Chưa biết. Thôi thế này, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu, trong quan hệ giao tiếp bạn bè. Anh nghĩ rằng em cần nên có nhiều chia sẻ nữa. Các bạn đồng nghiệp, có thể là em họ. Bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó. Em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau, nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình ở đâu đó. Em tên là Đỗ Thị Thanh Điệp, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em được 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm người sale ở bên công ty URC. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Em tên là Trần Văn Xanh, sinh ra và lớn lên ở Phú Yên. Em hiện tại đang ở quận 9, là thạc sĩ cầu đường. Hiện đang làm ở ban quản lý dự án của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Đồng Nai. Em 35 tuổi chị Cát Tường ơi. Trên nhau 8 tuổi là đẹp luôn đó. Chồng già vợ trẻ là tiên. Dạ. Không được nha, không được nha. Chưa già nha. Ủa 35 tuổi là già rồi, bên đây là có 28 gì? Mà. Ủa vậy em nói anh là già lắm hả? Ủa chứ bộ anh tưởng anh trẻ hả? Vậy đến với chương trình thì bạn đã quyết tâm là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Rồi bao lâu thì sẽ tính tới chuyện đó được? Nếu mà được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm là có thể là cưới nhau cũng được. Ý bạn nam mình như thế nào? Thật ra em cũng lớn tuổi rồi chị Cát Tường, cho nên em cũng muốn kiếm vợ tầm khoảng 3 tháng là được. Trời ơi, đầu lẹ dữ vậy ông? Được, cái này tôi khoái nè. Nhưng mà chuẩn bị kỹ chưa? Có đất rồi, chuẩn bị xây nhà. Cái này được. Quá đất là ngon rồi. Anh sẽ đi tìm người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cao tầm 1m5 cho đến dưới 1m6 và hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết người mà truyền thống. Ủa không thích hiện đại hả? Còn giữ một cái nét gì đã truyền thống chứ với cá tính quá thì em sẽ không thích, không có dạng như là yếu điệu quá. Phụ nữ là không yếu điệu là sao? Anh ơi trời ơi, anh ơi, anh ơi trời ơi, anh ơi trời ơi, anh ơi. Ví dụ người ta vậy nó mới dễ thương chứ. Không, phụ nữ là phụ nữ mà gặp á sao? Sao? Sao?
Dạ anh nói sao? Vậy cứng quá. Không, em nói là có từ quá ở đây, tức là quá mức. À, tức là điều chảy nước hả? Quá nó mức dạ. Cải lương quá, em cũng không cải lương. Ê, cái đó đụng chạm nha, cái này đụng chạm nha. À, cái gì? Cải lương quá là sao? Tức là người phụ nữ đó là nó yếu điệu quá đến mức mà mình cảm giác giống như cải lương. Còn cái việc mà cải lương là cái môn bộ môn em rất là thích mà. Dạ. Bực mình ông này rồi nha. Không liên quan gì cái cải lương nha. Bỏ trừ cải lương đi nha. Dạ vâng. Đâu anh dạ. Đứng lên tôi coi. Dễ thương mà trời. Cao mét mấy? Dạ em thiếu một phân nữa đây, 1m6 vậy. Khỏe không? Cơ quan em mới tổ chức khám sức khỏe thì em thuộc dạng loại 1. Ông này cái gu trả lời là không trả lời ngay trọng tâm mà phải đi vòng mới trở lại cái đáp án. Bạn có khóc không? Điểm yếu gọi là nặng nhất của em á là em xúc động khi mà xem phim nói về sự bất hạnh của người mẹ. Tối hôm qua đây chị Cát Tường đã lấy đi nước mắt của em và mẹ em rất là nhiều qua bộ phim Máu chảy về tim. Máu chảy về tim đó. Vậy là anh cũng cải lương rồi. Dạ. Không, em thì cũng mạnh mẽ. Khóc nhưng mà những việc nhỏ quá thì em lại không có thích như vậy. À, coi phim khóc là việc lớn. À, rồi hiểu rồi. Dạ, cảm ơn anh đã ngưỡng mộ là và coi phim của trời em. Trời ơi, càng nói mà càng chọc nữa. Sao không em? Sao? Thấy cũng khó nuốt lắm hả chung? Không phải không dễ đâu nha. Đàn trai dễ thương lắm á, đừng có giỡn nha. Tôi chưa có nói chuyện với bạn gái. Trời ơi, trời em, tình hình em muốn kiếm người bạn trai thế nào? Em là 28 rồi, nên em cũng muốn kiếm một người bạn trai là cũng lớn tuổi, chững chạc, điềm tĩnh, biết lo lắng cho gia đình, thẳng thắn, có chí cầu tiến. Anh này có hết rồi đó. Nhưng mà em phải thích tính quyết đoán mới được. Quyết đoán hả? Tại vì con trai là phải mạnh mẽ, phải để làm chỗ dựa cho người phụ nữ. Nhưng nhiều khi quyết đoán quá em không chịu sao? Những người mà có ngoại hình hay là có về kinh tế hay là có tính quyết đoán hay địa vị thì chắc chắn là sẽ có một cái người gì đó phù hợp hay người đó có một cái yêu cầu gì đó cao hơn. Cho nên em nghĩ là trong cuộc sống thì chẳng ai hoàn hảo hết. Đúng rồi. Cái duyên số thôi. Anh này dễ thương lắm. Đây cao cũng không được lắm. Thiếu phần nữa mà sao? Dạ. Có cái điều nào mà em tối kỵ về người đàn ông, em không thích ở người đàn ông không? Thật sự là không thích một người đàn ông là lăng nhăng. Da nhăn được không em? Da nhăn thì được chứ. Với lại hay hút thuốc hay nhậu nhạt. Anh ơi, có hút thuốc hay nhậu nhạt gì không anh? Em thì không biết uống bia rượu và không hút thuốc, chị Tường à. Rồi, được luôn. À, hôm nay mình có đi với người thân không? À, đến chương trình là đi với em dâu và bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em chào Quỳnh Linh và chào anh ạ. Về những tiêu chuẩn mà anh đưa ra hoặc là chị Điệp đưa ra thì em thấy là đều đáp ứng được với nhau hết. Chị em cũng nhiều khi á cũng có hơi cái tính là hơi càm ràm á, thì không biết là mình có suy nghĩ gì về cái tính đó không anh ha? Cái tính đó thì cũng là một cái việc nhỏ thôi em, tại vì anh cũng có cái tính mà gọi là nóng tính. Đã là bạn của nhau và tiến tới sâu hơn nữa thì cái việc đó sẽ khắc phục được. Dạ, khi mà tiếp xúc với nhau thì có chọn lựa với nhau hay không thì đó em là quyền lựa chọn của em hai thấy người. Anh có sức hút không? Dạ, sức hút của anh là từ qua lời nói của anh rất là chân thật. Anh cảm ơn em. Nếu mà sức hút của yếu mình mua ống hút mình để kế bên luôn. Rồi, bạn trai mình có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ của em và bạn của em chị. Rồi, dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Bác ạ. Chào chú Yên Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào cháu và chào dạ đây. À, cháu gái đây cũng là dễ thương. Tính càm ràm cho mà con của tôi sinh nên là nó cũng hay nóng tính. Nhưng mà rồi nó cũng nguội liền. Thì hai đứa đây cũng cố gắng lên con. Rồi để gặp nhau tìm hiểu. Rồi đi đến xa hơn chút nữa. Cho cô mừng đi. À, em nói vài câu với bác đi. Trước tiên là con cảm ơn bác. Trong cuộc sống thì chắc chắn là cũng có phát sinh. Nhưng mà mỗi người ai cũng vậy, sẽ cố gắng kiềm tính mình một tí để có thể trung hòa. À, cô cảm ơn con. Dạ. Anh có biết bài hát nào về Phú Yên không? Em thì hát một đoạn về nói về Phú Yên. À, rồi đó. Một tí, một đoạn nhỏ thôi nha. Từ đèo Cù Mông theo hướng chơi Nam, một vùng trời nước biển xanh mênh mông, gặp vùng lưới lúa xanh tươi tì hòa, quê em đây có núi nhang sông Đà. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, vừa xanh biếc xanh. Em yêu em quý, quê hương mình Phú Yên, ai đi xa nhớ, xin nhớ về đừng quên. Tôi chưa có đến Phú Yên lần nào á, nhưng mà tôi nghe bạn hát bài hát này tôi sẽ nhớ mãi Phú Yên. Bây giờ chúng ta mở màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút. Mời hai bạn. Chào em. Anh rất buồn là quên em, anh cái này. Dạ. Em cảm ơn anh. Anh gặp em, anh ngồi cái sức suy nghĩ của anh, tưởng tượng của anh. Tại vì anh nghĩ về em thì anh nghĩ là để mà ghép đôi một người với anh thì không có phải mà xinh đẹp mà dễ thương như em.
Nhưng mà về tính cách thì có thể là lựa chọn có thể gần giống, nhưng mà về cái ngoại hình thì không thể mà xinh đẹp như em. Nhưng mà anh rất, hôm nay anh cảm thấy rất là may mắn vì tính cách anh cũng rất thích. Trời ơi. Và ngoại hình cũng rất là thích. Nói tôi nhức đầu trời á. Suy nghĩ hoài cái vụ này, nói kỹ lại coi nha, dễ hiểu lầm vụ này lắm nha. Người ta mở rèm lên là chịu liền đó. Nói gọn lại tính cách về con người quá con này cái rất suy nghĩ là... của mình đúng không? Hôm qua mình nằm mơ sao mà bữa nay nó khác hết trơn, đẹp hơn, hợp hơn, cưới em... nhanh hơn đúng không? Dạ cưới nhanh hơn. Một khách. Dạ, em cảm ơn anh. Trong suy nghĩ em đăng ký chương trình á thì em cũng mong là sẽ tìm một người lớn hơn, điềm tĩnh hơn cho mình một chỗ dựa, giống như em tưởng tượng chứ không phải là quá xa. Anh có thích đi du lịch không? Anh cũng rất thích đi du lịch. Mới vừa rồi thì anh cũng có đi du lịch với mẹ anh và đi ra Phan Thiết, chứ không có người để đi cùng. Anh nếu mà em có gọi là thích đi du lịch như anh thì anh sẽ mời em một dịp nào đó để mình cùng đi du lịch. Em là người rất thích đi du lịch và em cũng chưa đi Phú Yên nên nếu mà có dịp em sẽ đi. Anh sẽ là người hướng dẫn viên dự trí với em. Dạ cảm ơn anh. Lần đầu gặp anh thì em có cảm giác gì về anh? Em rất mừng là sự chân thật. Để xây dựng một gia đình á, thì người đàn ông là sự chân thành là sự quan trọng nhất. Về khoảng cách hay tuổi tác gì đó thì đó là sự mình có thể khắc phục được. Anh có người anh là anh quyết tâm việc gì thì anh sẽ làm được việc đó. Dạ, cái đó em rất mừng. Bây giờ anh nói một cái gì đó tỏ tình với bạn hát gái. Hát câu nữa tỏ tình chẳng hạn. Hát nữa hả? Đừng hát bài nãy nữa nha. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mái ngang biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Anh hy vọng là mình đang ngọt ngào, tôi tưởng đâu làm nữa. Mà hát bài này được ghê. Được á, bài này được á. Trời ơi, dễ thương quá, trai tài gái sắc nè. Vụ này sớm sớm nha. Suy nghĩ không có thật điều kỹ gì nha. Mà không thể cả. Vấn đề chúng ta quyết tâm giống như nãy anh nói. Đây, là được đúng không? Nút bấm. 1 2 3 Trời ơi, mẹ kêu bấm đi. Mẹ hồi hộp quá. Ở dưới mẹ kêu bấm đi. Bấm rồi cô. Dạ cô yên tâm rồi nha.